chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Ma Vật. Thì hôm nay em xin làm một video để hướng dẫn các bạn cách tháo lắp cái dao cắt của máy rin để bàn này. Đây là dòng máy rin 42 nhé. Nếu mà các bạn lắp dao cắt vào máy rin 408 hay gì thì mình cũng có thực hiện cái cách tương tự như vậy. Mục đích em làm cái này để hướng dẫn cho mọi người để mọi người tháo lắp trong quá trình sử dụng mà không cần phải là gửi lên nhà cung cấp hay là phải kỹ thuật xuống để lắp đặt, tại vì nó tương đối là đơn giản. Thì mọi người cùng theo em để có thể thực hiện cái thao tác này. Thì đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tháo cái dao cắt này ra, tại vì tùy theo từng nhu cầu mình có thể không cần sử dụng dao cắt thì mình tháo ra, lúc nào cần thì mình có thể gắn luôn thì nó sẽ tiện hơn cho việc xé ngay cái gáp xé của mình. Đấy, thì để tháo cái này ra thì mình chỉ cần sử dụng một cái tô vít 3K này thôi, mình có thể tháo ra. Thì các bạn có thể ý là bên hông nó sẽ có hai cái tô vít, hai con vít đây. Thì bây giờ em sẽ mở nó ra. Đây là các con vít, này là con vít để mà mình nó giữ chặt cái này, là cái hộp bảo vệ bên ngoài để tránh tay hoặc là gì đó trong quá trình mình sử dụng nó sẽ được an toàn hơn, không phải biến cho cắt. Thì hai bên nó sẽ có hai cái vít tương tự nhau nhé, thì chỉ cần mở ra đây, thao tác mở ra rất đơn giản. Rồi tiếp theo mình sẽ mở cái nắp này ra, đây là cái nắp bảo vệ, thì các bạn cứ kéo ra thôi. Đây là bên trong của dao cắt này, các bạn có thể để ý đây là con dao này, tại vì quá trình cắt thì nó dập lên dập xuống thì nguy hiểm nên thành ra mình phải bỏ cái ốp bảo vệ này. Các bạn lưu ý thêm một phần nữa nhé, trước khi mình có thể tháo lắp gì đó thì mình phải mở tắt nguồn điện đi, rút dây nguồn ra, tắt nguồn điện đi để bảo vệ an toàn thôi. Rồi bước tiếp theo thì các bạn mở hai con vít ở hai bên này nhé. Hai con vít này là mục đích nó cố định cái dao cắt với lại cái phần máy với nhau, thì mình sẽ mở ra để mình tháo ra. Đây, mình nhớ để tắt vít ra nhé các bạn, để mình có thể phân biệt được cái nào là vít của cái nắp, cái nào là vít của cái dao cắt. Đây, khi mà các bạn đã mở ra được thì tháo cái dao cắt ra thì mình có thể thấy dao cắt kết nối với máy qua một cái sợi dây cáp kết nối này. Đây thì mình tháo cái dây cáp này ra, cách nhổ nhẹ nhàng cái dây cáp này ra, lắc nhẹ ra. Đây, rồi sau đó mình có thể là gắn cái ốp này vào và gắn cái ốp vào ban đầu của máy. Đây, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người là cách lắp dao cắt này vào với chiếc máy này. Mình lúc mình có dao cắt mới hoặc là lúc mình lỡ tháo ra gì đó, mình có thể lỡ lắp vào đơn giản. Thì đầu tiên thì mình phải, các bạn thấy đấy, đây là dao cắt của máy nhé, có phần dây này. Thì đầu tiên mình phải tháo cái vị trí, đây có cái nắp, vị trí nắp ở đây, mình có thể tháo cái này ra. Nếu cứng quá thì mình có thể lấy một cái ống vít hay gì. Rồi sau đó các bạn có thể thấy, đây cho mình quay qua thì rõ hơn này. Đây có cái hai giắc cắm này, trên dao cắt nó cũng có một cái giắc cắm này. Thì cái giắc cắm này tương ứng mình cắm cái giắc ở trên. Tại vì hai cái này mình chỉ có cắm vừa với ở trên này nên các bạn không cần lo, không phải lo sợ cắm nhầm hay cắm sai gì đâu. Mình chỉ có được một cái đường cắm ở trên này thôi. Rồi các bạn cắm vào nha. Tiếp theo mình mở cái nắp máy lên cho nó tiện, nó dễ thao tác. Rồi tiếp theo các bạn có thể thấy là mình phải, ngoài là nó có một cái khung bảo vệ, cái lớp bảo vệ bọc bên ngoài này, thì mình phải mở cái này ra thì mình mới có thể là bắt vít phía sau này vào được. Đây, mở ra đây, mở hai con lắp ở hai bên. Mở hai con lắp ở hai bên này, sau đó thì mình mở cái nắp này ra, lắc nhẹ nó thần ra được này. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn cái này vào. Đây các bạn có thể thấy là hai cái khớp ở dưới này này, đây này, thì mình cho vào bên trong nha, cho vào đâu. Các bạn chú ý những cái sợi dây giúp mình nhé, đừng có để mình cắn hay là bị đè vào sợi dây. Rồi mình tiến hành sử dụng hai con vít của máy đi kèm theo cái dao cắt, mình gắn vào. Mình cố định cái dao cắt, đây là cái thân máy mà. Mọi người nhớ là mình phải cắm dây cáp nhé, để máy với lại dao cắt nó có sự liên kết với nhau.
về cái tốc độ in cũng như tốc độ cắt. Và tốc độ in, tốc độ cắt cũng như là cái kích thước file thiết kế bao kích thước bao nhiêu thì nó sẽ cắt ra đúng cái kích thước. Thế đó. Rồi sau khi mình đã gắn dao cắt vào thì mình cũng phải gắn thêm cái lớp bảo vệ này vào. Tại vì trong quá trình mình sử dụng thì cắt gắn tay hay gì đó nó dễ, nếu là dao cắt thì nó cũng gây nguy hại đến cái an toàn. Đây mình lúc mà mình gắn các bạn để sát vào. Rồi thì các bạn tiến hành bắt lại hai con vít lúc này mình lật tháo ra thôi. Ở hai bên hông. Đây, sau khi mình đã bắt hết cái những con vít này vào thì cái quá trình lắp dao cắt đã hoàn thành. Đó, các bạn có thể thấy nó rất là đơn giản. Lúc mình cần mình có thể tháo ra hoặc lắp vào. Chỉ với cái tô vít thì cần bốn con lắp. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người cách tháo cũng như là lắp lại hoặc là tháo ra về cái dao cắt đối với những dòng máy riêng để bàn riêng 408 hoặc là 42 PI còn rất đơn giản chỉ với là một cây vít, tô vít và cây. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thêm về sử dụng những chiếc máy bảo mật, mọi người có thể liên hệ với công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioibaomat.com để được hỗ trợ thêm. Nếu mà người thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.